Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Lịch thi đấu chung kết Copa America 2024, đỉnh cao hàng đầu Nam Mỹ, ai sẽ vô địch? 7 giờ ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Copa America 2024 sẽ bước vào trận đấu này lửa nhất mùa giải. Trận chung kết là màn so tài của Argentina với Colombia. Với một dàn hào thủ trong đội hình, hai đội hứa hẹn sẽ tạo nên trận cầu đầy hấp dẫn. Ở trận chung kết Copa America 2024 giữa hai đội tuyển xuất sắc nhất của giải đấu, Argentina sẽ phải nỗ lực tối đa để vượt qua Colombia, khi Lionel Messi rất muốn có được món quà ý nghĩa để chia tay người bạn thân Angel Di Maria. Đối với Colombia, với lần đầu tiên vào chung kết Copa America sau 23 năm, đội này chắc chắn sẽ làm mọi thứ để có thể phá hỏng mục tiêu bảo vệ ngôi vương của đương kim vô địch Argentina. Đây là trận chung kết Copa America đầy hấp dẫn khi Colombia sẽ gặp đội gần nhất đánh bại được họ. Cụ thể, từ sau trận thua Argentina với tỷ số là 0-1, Colombia đã bất bại tới 28 trận. Hơn lúc nào hết, Los Cafeteros đang rất muốn trả lại món nợ đến từ Lionel Messi và các đồng đội. Họ hoàn toàn có thể tự tin làm được điều đó khi mà những ngôi sao trong đội hình đang có phong độ rất cao. Đặc biệt là James Rodriguez, ngôi sao 32 tuổi hiện đang có 6 pha kiến tạo tính đến thời điểm này của giải đấu, và đây là con số kỷ lục. James Rodriguez sẽ phải chèo kéo con thuyền vượt sóng gió mang tên Argentina. Nhà đương kim vô địch thế giới vẫn đang cho thấy được đẳng cấp của mình, vẫn đang được duy trì. Những chiến thắng đã đến một cách khó khăn hơn, thế nhưng điều quan trọng là Argentina luôn biết thể hiện bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Siêu máy tính của Opta nhận định nhà đương kim vô địch Argentina là đội được đánh giá cao hơn. Siêu máy tính Opta đánh giá Argentina có tỷ lệ giành chiến thắng để lên ngôi vô địch vượt trội, với 62,84% khả năng thắng của Colombia là 37,17%. Nhận định trước chung kết Argentina. Cuộc chạm trán giữa Argentina với Colombia tại chung kết Copa America 2024 hứa hẹn sẽ là một sự kiện lịch sử đối với bóng đá Nam Mỹ. Đây không chỉ là lần đầu tiên hai đội này gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của giải, mà còn là cuộc đối đầu giữa một đội tuyển giàu truyền thống nhất với 15 lần vô địch bằng Uruguay và đội tuyển chỉ mới có một lần đăng quang. Điều đáng nói là lần duy nhất đó, Colombia là đội chủ nhà và Argentina rút lui không tham dự. Argentina là đội đầu tiên giành vé vào đến chung kết Copa America 2024 sau khi họ vượt qua Canada với tỷ số là 2-0. Một ngày sau đó, Colombia đánh bại Uruguay 1-0 ở trận bán kết còn lại để có thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của Copa America, Argentina và Colombia đối đầu nhau tại chung kết. Trận đấu này sẽ đánh dấu một cột mốc mới, mở ra một trang sử mới cho cả hai đội. Lịch sử đối đầu giữa Argentina và Colombia đã chứng kiến nhiều trận đấu kịch tính và đáng nhớ. Một trong những trận đấu nổi tiếng nhất là trận thua 0-5 của Argentina trước Colombia trong vòng loại World Cup 1994, buộc Argentina phải đá trận play-off để giành vé đến Mỹ. Ngoài ra, không thể không nhắc đến trận đấu tại Copa America 1999 khi cầu thủ Martin Palermo của Argentina sút hỏng 3 quả phạt đền trong thất bại 0-3 trước Colombia tại vòng đấu bảng. Đặc biệt, tại Copa America 2021, thủ môn Emiliano Martinez trở thành người hùng khi cản phá được 3 quả phạt đền của Colombia, giúp cho Argentina tiến vào trận chung kết và sau đó giành chức vô địch. Tâm điểm Messi. Lionel Messi, ngôi sao sáng giá nhất của Argentina, anh sẽ là tâm điểm chú ý trong trận chung kết này. Đây sẽ là trận chung kết thứ 44 trong sự nghiệp của Messi, nơi mà anh đã giành chiến thắng với 30 trận và để thua 13 trận. Với Argentina, Messi đã giành được 5 danh hiệu quan trọng bao gồm U20 World Cup 2005, Huy chương vàng Olympic 2008, Copa America 2021, Finalissima 2022 và đặc biệt là World Cup 2022. Tuy nhiên, anh cũng từng nhận thất bại trong 4 trận chung kết khác bao gồm World Cup 2014 và 3 kỳ Copa America và các năm 2007, 2015 và 2016. Trận đấu tại Miami, sân đấu của câu lạc bộ chủ quản của Messi, là sân đấu có sức chứa hơn 65.000 người, sẽ là cơ hội để anh và tuyển Argentina bảo vệ thành công ngôi vương và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Copa America với 16 lần vô địch, vượt qua cả Uruguay. Trong khi đó, Colombia với hy vọng giành danh hiệu Copa America lần thứ 2 sau lần đầu vào năm 2001, nếu như làm nên điều bất ngờ trước đội bóng mạnh nhất Nam Mỹ. Sự trỗi dậy của Colombia.
Colombia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Nestor Lorenzo đã có cho mình một hành trình đáng kinh ngạc để tiến đến trận chung kết. Họ đã bất bại suốt hơn 2 năm qua với 28 trận không để thua, với 22 chiến thắng và 6 trận hòa, thành tích tốt nhất thế giới hiện tại. Dù không thể tham dự World Cup 2022 vừa qua, thế nhưng họ đã có cho mình những chiến thắng ấn tượng trước các đội bóng lớn như là Đức với tỷ số 2-0, Brazil 2-1 và Tây Ban Nha với tỷ số là 1-0. Hành trình của Colombia tại Copa America 2024 cũng rất ấn tượng. Họ bắt đầu bằng thắng lợi 2-1 trước người Paraguay, tiếp theo đó là trận đại thắng 3-0 trước Costa Rica và trận hòa 1-1 với Brazil. Ở tứ kết, họ đánh bại Panama với tỷ số đậm là 5-0 và sau đó vượt qua Uruguay ở bán kết. Trận chung kết giữa Argentina và Colombia không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn hứa hẹn sẽ là một cuộc đọ sức đỉnh cao của bóng đá Nam Mỹ. Argentina với sức mạnh và kinh nghiệm của mình, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi, sẽ cố gắng để bảo vệ danh hiệu và khẳng định vị thế độc tôn của mình. Trong khi đó, Colombia với tinh thần chiến đấu và mạch trận bất bại dài ấn tượng sẽ không dễ dàng để đối thủ vượt qua và hoàn toàn có thể mơ về một cuộc lật đổ ngoạn mục. Để có được cái nhìn tổng quan nhất, dưới đây là diễn biến và kết quả của 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa Argentina và Colombia. Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Colombia hòa Argentina 0-0 tại trận giao hữu quốc tế. Trận đấu giao hữu tại sân vận động Maslai đã diễn ra vô cùng chặt chẽ khi mà cả hai đội đều không tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp thi đấu đầu tiên. Pha bóng đáng chú ý nhất là tình huống cứu thua đẹp mắt của thủ môn David Ospina sau cú sút của Esquisen Palacios. Bước sang hiệp 2, Lan Bisleste đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên họ đã không thể có được một lần hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, Colombia cũng có một vài tình huống tấn công đáng chú ý nhưng chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Qua đó khép lại trận đấu với trận hòa chung cuộc là 0-0. Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Argentina để thua 0-2 trước Colombia tại Copa America 2019. Trong ngày ra quân tại kỳ Copa America 2019, Argentina đã phải nhận thất bại muối mặt trước Colombia. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, hai đội đều thể hiện cho mình một lối chơi tấn công rực lửa. Tuy nhiên, thủ môn của cả hai đã cho thấy sự tập trung, qua đó khép lại hiệp 1 mà không có một bàn thắng nào được ghi cả. Bước sang hiệp 2, Colombia bất ngờ tăng tốc và có được hai bàn thắng do công của Roger Martinez và Duvan Zapata. Mặc dù rất nỗ lực, thế nhưng Messi và các đồng đội lại không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số là 0-2. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, Colombia hòa 2-2 với Argentina tại vòng loại World Cup 2022. Ở trận đấu này, Argentina đã mau chóng vượt lên với hai bàn thắng do công của Cristian Romero và Leandro Paredes lần lượt ở phút thứ 3 và phút thứ 8. Kết quả này được duy trì cho đến khi trọng tài thổi hồi còi khép lại 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Colombia đã sớm có được bàn gỡ do công của Luis Muriel ở phút thứ 51. Argentina sau đó chủ động lùi sâu để bảo toàn tỷ số cho đến những phút cuối cùng. Thế nhưng sự thiếu tập trung đã khiến cho La Albiceleste phải trả giá với bàn gỡ của Miguel Broja, qua đó ấn định trận hòa chung cuộc là 2-2. Ngày 6 tháng 7 của năm 2021, Argentina hòa Colombia 1-1. Argentina thắng Pen với tỷ số là 3-2. Đây là trận đấu diễn ra tại bán kết Copa America 2021 và Argentina đã khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số do công của Lautaro Martinez tại phút thứ 7. Hai đội sau đó đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng và khép lại 45 phút đầu tiên với một bàn thắng được ghi. Bước sang hiệp 2, Colombia chủ động đẩy cao đội hình và đã có được bàn gỡ do công của Luis Diaz, qua đó kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tại đây, thủ môn Emiliano Martinez đã tỏa sáng với 3 pha cản phá xuất sắc, qua đó mang về tấm vé để tiến vào chơi trận chung kết cho Argentina. Ngày 1 tháng 2 của năm 2022, Argentina giành chiến thắng 1-0 trước Colombia tại vòng loại World Cup 2022. Ở trận đấu này, các cầu thủ Argentina là người nắm thế chủ động trong hiệp 1 và điều này đã được cụ thể hóa với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Lautaro Martinez. Bước sang hiệp 2, Colombia đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng La Tricolor lại không thể làm được điều gì với một hàng thủ chơi tập trung và chắc chắn của đối thủ, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số là 0-1. Tại cuộc đối đầu sắp tới, đội tuyển Argentina là đội bóng có phần nào được đánh giá nhỉnh hơn bởi dàn nhân sự chất lượng và đồng đều trong đội hình của họ. Đi cùng với đó là tư cách của một nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, trước sự thăng hoa của đội tuyển Colombia, Messi và các đồng đội chắc chắn sẽ phải dè chừng bởi mọi chuyện sẽ đều có thể xảy ra trong bóng đá. Nhất là khi đó là một trận chung kết rất quan trọng.